Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của Nam Việt Ốc. Thưa quý vị các bạn, thì những ngày này thì báo chí của nước ngoài, đặc biệt là một số những cái hãng thông tấn lớn như CNN và Reuters đang rất là ca ngợi những cái hình ảnh máy ATM gạo của Việt Nam đã đang góp phần đẩy lùi cái việc mà lây nhiễm của đại dịch. Vậy thì cái máy ATM gạo mà nó như thế nào và cái cách vận hành như thế nào, thì mời anh chị và các bạn cùng Nam sẽ cùng xem những video clip ở trên các trang mạng xã hội họ đưa lên để xem cái cách mà Việt Nam chúng ta dùng cái máy ATM gạo của nó như thế nào. Thì mời anh chị và các bạn cùng Nam xem những cái video clip đây nhé. Trên báo Dân Chí tại địa bàn Hà Nội hiện. Và ở đây thì nghiêm túc xếp hàng, khoảng cách tối thiểu giữa người trước và người sau là 2 mét, không chen lấn, xô đẩy. Rất nhiều người dân đến nhận gạo và đặc biệt để có được khuyến cáo là nhận 3 kg thôi. Nhận 3 kg gạo một người. Thì cái thời gian nhận gạo từ 8 giờ đến 8 giờ sáng đến 17 giờ hàng ngày. Và đến thì phải mang các cái phòng cách, phải phòng tránh bằng cách là đeo khẩu trang. Cái đói là rất là dở, bây giờ mình giải quyết rất điểm cái chuyện đói đi. Mà đói là cớ, đói là cũng khổ, tôi biết là bây giờ là bác phát gạo cho dân ăn đã. Đến nhận gạo với những cái lời các bạn để ý được cái hay của mình, còn mình sẽ gạo đây này. Ở Sài Gòn là họ ấn nút tay, lời cảm, nhưng nay cảm nhận năm sau tay nó lây sang thì đây tôi cùng chân dẫm chân cái là danh sách và đặc biệt đến thì phải dùng các biện pháp rửa tay. Rửa tay bằng cái sát khuẩn. Ô, đó là một cái video clip nhất ở trên báo Dân Chí nhỉ. Cái clip thứ hai thì cũng là cái an ninh thắt chặt, là hết cảnh chen lấn xô đẩy ở cây ATM gạo Hà Nội. Vâng, thì cái máy ATM chắc chắn là được để bên trong, và khi mà những ai đến lấy gạo thì có hệ thống, có bộ phận an ninh đưa từng người vào một phần, luôn luôn được giữ khoảng cách 2 mét. Đúng vạch cho cháu đi bác và phải có cái vạch, tức là khi vào thì phải đúng vạch này, không được, tức là luôn giữ khoảng cách và vào từng người một với cái số lượng vừa phải, và sau đó thì cửa sẽ được chốt lại. Và anh chị các bạn có thể thấy được là cái cảnh mà rất là trật tự trước khi vào trong cái ATM xếp hàng theo khoảng cách và đi từng bước, người lấy rồi thì đi ra và những người sau thì đi vào. Đây là một cái video của một cái cảnh tại Hà Nội trên báo Dân Chí, và luôn luôn những người mà ở trong ban tổ chức thì luôn luôn nhắc nhở, khuyến cáo bằng loa phóng thanh. Anh chị các bạn có thể thấy được thì chân của từng người thì được đứng ở trên các vạch đánh dấu màu trắng, và khoảng cách là 2 mét tối thiểu cho cái việc mà lây nhiễm Covid. Và đây là một cái cảnh rất là nhìn trên cao, và với cái tinh thần là chia sẻ yêu thương, ai cần thì đến nhận một phần, và ai không cần thì, tức là ai có thì cho đấy ạ. Và các bạn có thể thấy được một cảnh rất trật tự như này. Rất có những người trong ban tổ chức thì cũng đeo khẩu trang rất là kỹ. Vâng, một cảnh rất là trật tự và công tác an ninh được thắt chặt. Thì ở Nam ghi nhận rằng là có rất nhiều những người, mà đa số là những người lao động nghèo, và xe chở gạo đến có thể là những cái mạnh thường quân hoặc là của nó. Đó là hết cái video thứ hai. Đến video thứ ba. Video thứ ba thì đây là một cái video từ ATM gạo, thì đã có mặt, cũng có mặt ở Đắk Nông các bạn, ở Tây Nguyên đó, ở Đắk Nông. Video này thì của báo Tuổi Trẻ Online. Hoàn cảnh của tôi là tôi ở một mình độc thân thôi, tôi ở nhà thuê, nhà mướn. Thế là tôi bị đau hơn một năm nay rồi, thế là tôi lại mới bị ngã nứt xương sống nữa.
và thế các tôi, cái tình ráng mới đối mới chưa được khỏi thật, nhưng mà tôi nghe chương trình người ta nói đi qua đi lại, người ta nói tôi nghe được, thế là tôi vội vàng là tôi đi lên trên này, tôi thấy coi như là rất mừng, tôi thấy gặp được tôi rất mừng. Thế tôi xin rằng là được xin cảm ơn tất cả mọi người trong đại gia đình đây đã nghĩ đến những người nghèo trong những hoàn cảnh như này, và những người mà có cái bị cũng ngừng một xe lăn và nhìn hoàn cảnh rất là khó khăn. Và đến cái nhận gạo thì phải rửa tay bằng sát khuẩn. Từ sáng ngày hôm qua chúng tôi phát động thì đến thời điểm này các mạnh thường quân đã hỗ trợ cho chúng tôi là hơn 7 tấn gạo và 5 triệu đồng tiền mặt để tiếp tục mua gạo. Chúng tôi hôm nay triển khai và tùy thuộc vào cái lượng gạo mà vận động được thì chúng tôi sẽ cấp hết đến khi nào hết gạo và dự kiến tiếp tục duy trì kêu gọi đến mong đến 30 tháng 4 là chúng tôi sẽ kết thúc cái chương trình này và tính toán để triển khai trong những dịp tiếp theo. Quyên góp và dự kiến thì chương trình cấp gạo miễn phí bằng mã ATM đến 30 tháng 4. Nhiều những người có hoàn cảnh khó khăn và bị khuyết tật nặng nề. Quý vị anh chị và các bạn vừa cùng Nam xem xong những cái video clip mà ở các máy ATM gạo ở địa phận Hà Nội và tỉnh Đắk Nông. Thì biết đâu đó những cái thông điệp và những cái đoạn video ngắn của Nam sẽ làm thay đổi suy nghĩ quý vị các bạn. Rất có thể thì sau khi mà anh chị các bạn xem những cái video clip này thì hãy liên hệ với những các cá nhân và tổ chức ở nơi người ta đang quyên góp gạo để ủng hộ những người còn có cái hoàn cảnh khó khăn trong cái đại dịch Covid. Hoặc những cái hành động thiết thực nhất đó là anh chị và các bạn hãy nhắn tin và nhắn tin cho quỹ phòng chống Covid với cái số tiền với cái cú pháp đó là CV cách N. N tức là số tin nhắn, mỗi tin nhắn là tương đương với 20.000 đồng và có thể là 1, 2, 3 và thậm chí hàng trăm tin nhắn và gửi đến số 1407. Và mọi chi tiết thì có thể là liên hệ với số 1900 1530 nhánh 6 hoặc là số điện thoại là 204 4450 1107, website 1400.vn. Vâng, đây là cái tin nhắn của Nam đã gửi một cái tin nhắn gửi đến quỹ phòng chống Covid ở trên cái điện thoại của Nam. Nếu anh chị quý vị và các bạn có ý kiến gì thì hãy comment bên dưới video nhé, và chúng ta hãy cùng chung tay với chính phủ và chống lại cái đại dịch Covid này. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.